Xin chào các bác, chào các bác đến với số bên cầu Nhật bãi của em. Chúc các bác một buổi tối thật là tốt lành. Khá là lâu rồi em không lên clip buổi tối cho các bác nhé. Vì đợt này em về khá là nhiều hàng nên là em sẽ đăng vào buổi tối để cho nó nhanh hết các bác nhé. Nên các bác nhanh tay chốt ủng hộ cho em nhé. Số điện thoại chốt hàng của em là 0326267739 để các bạn hiểu nhé. Đấy, tối ngày hôm nay thì em sẽ bán cho một loạt cái lô cần có mấy cần Hechi, cần Dích và cần ba khúc và ISO cần sút nhé. Giá thì cũng khá là hợp lý cho các bác chơi đấy nhé. Ok, các bác chốt ủng hộ cho em nhé. Em sẽ vào con số 1 này. Số 1 sẽ là một chiếc cần cũng khá là ít gặp và cũng khá là ngon nhá. Đây là một chiếc cần của hãng Daiwa. Có chiều dài là 2m1, cứng 30, ngoại hình mới. Mini Spark sản xuất tại Hàn Quốc, xuất Nhật. Đấy. Được trang bị dàn khoen là khoen Fuji. Đẹp quá nhá. Con này thì năm nay. Bát Fuji nhá. Con này ngoại hình gần như là mới tinh. Có thể chưa dùng đúng không ạ? Ngọn dòng này sẽ là ngọn màu trắng mà ngọn này sẽ là sợi thủy tinh đặc. Còn ở dưới đây là carbon. Ấy, cây này thì đẹp quá nhá. 2m1 cứng 30. Mã số 1. Mã số 1 này có giá là 550k này. Mã số 1 coi nhá, cân nặng và giá luôn này. Ngọn 1.86 ly các bác này. Cân nặng 136g, 550k mã số 1. Mã số 2 này. Mã số 2 là một chiếc cần dài 24, cứng 15 của hãng Ryobi. Một chiếc cần dòng khoen lỡ. Đấy, khoen Fuji, bát Fuji có nhé, khoen lỡ để cho bác câu. Con này thì thông số lại khá ít gặp thôi nhé. Một chiếc cần Ryobi, ngoại hình cũng khá đẹp, không có lỗi lầm gì. Đẹp long lanh luôn. Như này thì là đẹp quá nhé. Không xước xác gì. Đấy, cái số 2, 24 cứng 15 nhá. Cứng 15 nếu mà so theo độ hát nhá, để em vẩy thử nữa nè. À, cần này cần rất thanh quá nhá, cần này ngắn thanh. Tính theo số đọt nó phải đọt số 5 ấy, muốn số 5 ấy. Cân nặng và giá cho bác này. Cân nặng là 119g. 500k mã số 2. Ngoạn nhá. Gọi là 1.88 ly. Đấy. Sang cái số 3. Số 3 làm chiếc cần sút các bác nhá. Một chiếc cần sút tên nó là Big Caster, dài 4m2, cứng 25. Một chiếc cần được trang bị bát là bát Fuji này. Khoen là khoen Fuji màu đen. Đấy, khoen bát Fuji. Khoen bát Fuji, con này chắc thuộc dạng Hàn Quốc xuất cơ nhá. Đấy, chất liệu là High Quality Casting Root, 4m2 cứng 25. Cái này sẽ lấy cái bác giá mềm này, cân nặng là 412. Ngọn 2.82 ly, con này thì bác là 600k đó nhá. Đấy, mặt số 3 đẹp long lanh. Mặt số 4 này. Mã số 4 làm chiếc cần này anh em chắc chắn tốt hơn này. Con này 39 thôi nhá. Một chiếc cần sản xuất tại Hàn Quốc, xuất Nhật các bạn này. Made in Korea. Đấy, xuất Nhật, chữ Nhật đấy nhá. Của hãng Suzumi. Được trang bị là khoen Fuji, bát Fuji. Đấy, 39 thì anh em chắc thích hơn là 4m1, 4m2. Con này thì các bác đánh đa lăng. Độ cứng con 39 này khá tốt thôi nhá. Độ cứng tương đương tầm 23 đến 25 để cho bác chơi. Đấy, còn mã số 4 nhá, ngoại hình đẹp nhá. Bên trong gần như là mới quang. Đấy, bên trong rất đẹp. Cân nặng này. 370g. Ngọn là 2.69 ly thôi nhá. Con này ra là 800k nhá, mã số 4. Mã số 5. Mã số 5 cũng thế các bác nhá. Mã số 5 cũng là 39 thôi nhá, hai con này y xí nhau. Các bác lấy con nào thì bác lấy. Hai cái con 39 giống nhau y chang nhá, thông số như nhau, 45 800k một cây. Sang cái số 6 này. Số 6 làm chiếc cần sút nữa này. Đây làm chiếc cần sút dài là 39 này. Tên của nó là Sút 2 Winning. Là Wing 9. Một chiếc cần sản xuất tại Hàn Quốc, xuất Nhật các nhá. Bát là bát Fuji đây. Bát Fuji này các bác dùng hỏng cần cũng không hỏng bát nhé. Khoen là khoen
Khoen à, con này khoen hã các bạn. Chất liệu thì là carbon. Con này khoen hãng lấy các bác giá mềm luôn này. 500k. Đợt này em lấy được ít dòng này em bán cho bác giá khá ok luôn nhá, cân nặng này 320g. Ngọn 2.3 ly nhá, 500.000 mã số 6. Sang mã số 7 này. Mã số 7 làm chiếc cần nội địa các nhá, có chiều dài là 5m4, đọt số 2 mà chiếc cần ISO. Chất liệu là carbon rút. Phôi con này ổn các nhá. Ngọn số 2 để cho bác hạ tay cũng ngon này, câu ISO ok luôn nhá. Đây. Full chức năng không lỗi gì đâu nhá, 5m4 đọt số 2. Dàn khuyên này. Đấy, dòng này lần này em sẽ bán cho bác giá có 500k đấy nhá, mã số 7. Cân nặng này. 260g. Gọi là 1.54 ly. 500k mã số 7. Sau mã số 8 này. Hôm nay em sẽ đi nhanh một xíu nhá, các bác nhanh tay ủng hộ giúp em thì tốt quá. Em đi qua qua để cho các bác xem thôi, chứ còn các bác nào muốn xem chi tiết em sẽ chuyển qua Zalo cho bác nhé. Ở đây làm chiếc cần nội địa nhé, có chiều dài là 3m6, chất liệu là carbon ghi không rõ luôn, không nhìn thấy luôn mà. Con này ngoại hình thì không được đẹp lắm nhé, ngoại hình con này khá là cũ rồi nhé. Nội địa bên ngoài thì cũ, bên trong thì đẹp. Đây bên ngoài thì cái phần đây này nó có chấm trắng 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 này, do thời gian nhé, chắc để ngoài trời. Còn bên trong thì vẫn bóng vẫn đẹp. Độ cứng vẫn rất chuẩn cho bác chơi nhé. Không lỗi làm gì. 36 chất liệu carbon. Đấy. Mã số 8 này. Cân nặng là 330g. Ngọn là 2.85 ly. 550k con này. Mã số 8. Sang mã số 9 này. Mã số 9 là một chiếc cần sản xuất tại Chila các nhé này. Made in Chila nhé, có made in có cốt đảo hòa cho bác nhé, 4m50, cứng 25, chất liệu là carbon. Bát là bát hãng, khoen hãng nhưng mà được cái là mới. Được cái con này thì ngoại hình rất là mới, không lỗi lầm gì. Đấy. Khoen hãng, bát hãng, khoen trong này thì hơi xấu. Nhưng mà phôi ok. Ủa, có khách gọi để mà lát em quay xong em sẽ nghe máy. Đấy, ok chưa, con này thì lấy các bác giá mềm luôn này, cân nặng này. 489g, ngọn 2.5 ly, 500k, mới tinh. Cây số 10. Cây số 10 là một chiếc cần Olympic các bác nhá. Đây là một chiếc cần thuộc dòng đời cao phết đấy. Con này được trang bị dàn khoen xích nặng các bác này. Dàn khoen xích nhá. Chiều dài là 5m3, đoạt 1.5. Con này thì hơi tiếc là nó có nhược điểm là nó bị mất ngọn các bác nhá. Mất luôn cái ngọn rồi. Cái ngọn bị mất nhá. Cái ngọn này các bác về các bác kiếm ngọn khác các bác đút vô là xong. Con này thì lấy các bác là 400k nhá. Mã số 10. Con này nó là khoen xích, nó là khoen thường thì lấy các bác về 217g. Và con này là 400k con này nhá. Con này các bác chỉ cần nhét cái khuyên nó phát, à nhét bu, à nhét cái ngọn phát là ok luôn, cần thì ổn đẹp. Mọi thứ chức năng ổn là không lỗi lầm gì nhỉ. Đấy, cây này là cây số 10 này. Sang cây thứ 11. 11 thì làm chiếc cần đẹp nhá. Đây là chiếc cần dài 4m8, đọt số 6 của Daiwa, dòng carbon wicker. Ngoại hình con này mới các bác nhá. Sản xuất tại Nhật các bác nhá. Ở Nhật thì nó có tổng cộng là 3 4 loại tem ấy. Cái này là tem mà ghi cả sản xuất luôn là ly hông các bác nhá. Còn một số tem thì họ sẽ ghi là made in Japan, còn một số tem sẽ ghi hình ngọn tháp. Đấy, con này làm chiếc cần đẹp các bác nhá. 4m8, đọt 0.6, đọt siêu mini nhá. Con này thì bị nhược điểm các bác này. Con này bị mất đầu bu. Sinh ra là nó tụt hết cái dàn khuyên ra đấy nhá. Con này hôm nay là bán cho bác là dàn khuyên ở dưới và không có đầu bu trên, nhưng em không đồ để thay nên em sẽ đi luôn này. Con này bình thường sẽ giá khoảng tầm 1.1 triệu các bác nhá. Con này mất đầu bu, mất khuyên. Con này hôm nay các bác là 800k con mã số 11 này nhá. Về cho bác sửa chữa. Hoặc là bác hạ tay câu lại được. Hạ tay con này câu thì khá là phê đấy. 1.55 ly.
ngọn là 0.8mm, nặng là 155g, quên, 800k mã 11, mã 12 này. Mã 12 làm chiếc cần dài 4,5m đoạt 1.5. Con này làm chiếc cần của hãng LFT nhá. Con này cũng bị lỗi một chút này. Cũng bị mất đầu bu quá nhá. Cũng mất đầu bu sinh ra là bị mất khuyên luôn. Đấy. Ngọn con này là ngọn 2 da các bác nhá. Đấy, ngọn phôi 2 da. Con này nếu mà đẹp long lanh ngon lành khoảng tầm tầm 900 trở lên thôi nhá. Vì nó 4,5m 1.5 là ngon này. Đấy, cần thì không lỗi gì nhá, ngoài cái đầu bu về các bác có thể hạ tay thoải mái. Cây này thì em sẽ lấy các bác giá ổn định hơn là cân nặng 137g này. Ngọn là 0.87 ly không nhá. 700k mã 12. Sang mã 13 này. 13 thì làm chiếc cần ISO. Con này được sản xuất tại China, xuất Nhật, có chiều dài là 4m50. Cứng số 4. Đây, tem đây các nhá. Đấy, bát thì bát hãng, khoen thì là khoen hãng, còn phôi thì là carbon mới tinh. Màu cam các nhá. Ấy. 4m50 đợt 4, khoen bát hãng. Con này để các bác hạ tay cũng rất ngon này. Con này cân nặng này. 280g. 1.74 ly. 550k mã số 13. Mã thứ 14. Mã thứ 14 là một chiếc cần dây trong có nhá, một chiếc cần dây trong của Pro Mariner có chiều dài là 3,9m, cứng 20. Con này thì được trang bị bát là bát hãng, khoen thì là khoen dẫn cước lõi số xám. Phôi bên trong màu đỏ cực đẹp các nhá, không lỗi lầm gì luôn. Rồi, full zin các bác nhá. Con này về các bác cứ thế các bác hạ ra câu tay luôn được. Để em xem nào. Cực ok các nhá, con này ngon này, giá cũng rất là mềm luôn. Cân nặng này 213g. Ngọn 2.33 ly và có giá là 400k mã thứ 14. Mã thứ 15 này. Mã thứ 15 là một chiếc cần của hãng Proran ISO dài 5m3 đột số 2 sản xuất tại Hàn Quốc các bác nhá. Một chiếc cần 5m3 đột 2. Bát là bát Fuji ạ. Con này thì bị mất đầu bu các bác nhá. Con này bị mất đầu bu xin nhà nó tụt khuyên. Nên con này ưu tiên cho bác về các bác hạ tay nhá. Phôi con này thì đẹp này. Đấy, long lanh. Không lỗi gì. Cái thế về các bác hạ tay nhá. Con này đi bác là 450k này, mã số 15. Cân nặng này 240g các bác nhá. Và ngọn đầu bu là 1.27 ly các bác nhá. Rồi sang cây tiếp theo là cây thứ 16 này. Cây thứ 16 là một chiếc cần 2 carbon dòng Oregon Master sản xuất tại Hàn Quốc các bác nhá. Có chiều dài là 4m bao nhiêu đây, 4m20 các bác nhá. Bát là bát Fuji, khoen con này thì là khoen Fuji nhá, khoen bát Fuji. Một chiếc cần 4m20. Ờ, độ cứng xem nào. Độ cứng tầm 25 có nhá, con này độ cứng tầm 25. Đấy, lấy con này giá các bác cũng giá mềm luôn, cân nặng này 310g có nhá. Ngọn 2.55 ly. Có giá là 600k. Mã 2 10 mã 16. Cái mã 17 này. Mã 17 thì làm chiếc cần dây trong. Có chiều dài là 2m7 các nhá. Độ cứng là 150. Được trang bị là bát Fuji, khoen là khoen Fuji. Con này em chỉ cần của Daiwa nhá, sản xuất tại Hàn Quốc. 2m7 cứng 150, sản xuất tại Hàn Quốc của hãng Daiwa nhá. Đây, Daiwa đây. Được chưa? Đấy. Con này độ cứng siêu cao nhá, để cho bác chơi. Ui, độ cứng cao nhá. Rồi, con này là trước là hộp mới tinh thì em bán là 1,5 triệu một cây này. Còn con này hôm nay là không có hộp nhé. Còn ngoại hình gần như là mới. Cứng 150 con này các bác là 950k này. Mã số 17 này. Cân nặng này 400g.
ngọn là 413 ly các bác nhá. 950k, cây thứ 17. Cây thứ 18 này. 18 là một chiếc cần gì ta? Cần này lần đầu tiên em gặp. Một chiếc cần của hãng Mastak nhá, sản xuất tại Hàn Quốc. Được trang bị là có chiều dài 1m3. Con này cần hai khúc thì sao nó lại. Chỗ này thì có một cái vết như là vết hai khúc quá, nhưng mà rút không ra, rút không ra được luôn. Chắc là một khúc. Con này sẽ là sợi thủy tinh đặc các bác nhé. Dạng chứ cần Hechi gì đó. Trang bị là bát hãng thôi, khoen hãng. Cũng không hiểu về câu gì cho lắm. Con này thì bị mất đầu bu nhá, đầu bu bị lỗi này. Con này nếu bác là 200k. Mã số 18. Đấy, còn cây nữa y chang là cây thứ 19 này. Cây 19 này thì không lỗi gì đâu nhá, đầu bu nguyên zin. Con này nếu bác là 250. Đấy, một chiếc cần một khúc. Dài 1m3 của Mastak nhá. Đấy, hai cây này thì em sẽ đi nhanh nhá. Độ cứng thì khá cao đấy, độ cứng con này nó tính ra dích nó cứng khoảng tầm 80-100 lận. Ngọn tháp luôn các bác nhá. Cực cứng nhá. Ấn này hết cỡ này. Đấy, hai cây này. Cây thứ 20. Cây thứ 20 là một chiếc cần khá là ngon nhá. Cây này bắt đầu đi chậm xíu nhá. Đây là một chiếc cần của hãng Sakura bản nội địa. Có chiều dài là 1m8, một chiếc cần Hechi. Bát là bát Stalip. Khoen con này sẽ là khoen cổ điển. Khoen cổ coi nhá. Khoen này nội sứ nó sẽ là nội sứ màu trắng. Khoen này là khoen cổ. Khoen này dạng làm thủ công, nhìn rất hay đó nhá. Rất là bắt mắt. Một chiếc cần Hechi. Dài 1m8, độ cứng con này tương đương với 20. Cân nặng 176g. Ngọn là 1.49 ly, con này có giá là 500k các nhé. Hơi phí con này mà khoen xích còn được 700 đấy, giải trúc rất đẹp. Con thứ 21 này. 21 là một chiếc cần của hãng gì đấy ta, Sakura nữa thì phải. Con này của Sakura các nhé. Con này cũng có chiều dài là 1m65, một chiếc cần Hechi. Được trang bị bát là bát đời mới này, bát Fuji nhá. Cái cò ở dưới nó có làm một chiếc cần máy ngang. Một chiếc cần máy ngang. Dòng nội địa Nhật nhá. Cái cò cũng Fuji các bác này. Đấy, bát Fuji, cò Fuji, khoen bát Fuji. Ngoại hình đẹp. Cò máy ngang. Khá ít gặp các nhá. Con này có giá là 600k. Nó là máy đứng thì tầm 500k, nó máy ngang thì 600k. Cân nặng này 140g. Ngọn 1.57 ly nhé, 600k, mã 21. Sang cây Hechi cuối cùng, hôm nay có 3 cây Hechi thôi. Mã 22. Mã 22 là một chiếc cần Sakura nữa các bạn này. Đấy, 3 cái cây này đều của một chủ hết nhé. Cộng thêm 2 cây cuối nữa. Một lát em sẽ đăng cho bác xem. Cây này là một chiếc cần dài 2m1. Một chiếc cần được trang bị dàn khuyên rất đẹp quá nhé. Khuyên này là khuyên màu đỏ, nõi là màu đỏ. Còn cái cần này thì nó màu trắng. Con này hiện tại bây giờ em đang thấy hụt ngọn thì phải. Ngắn hơn các bác nhé, ngắn hơn mất 10 phân rồi. Chắc là họ muốn cứng thì họ hạ đi. Cái khoen này là họ đã làm lại rồi đấy các bác nhé. Còn khoen nguyên bản của nó, con này chắc là khoen Fuji nhưng mà chắc họ không thích. Rồi, cái này hụt ngọn đấy các bác, mềm đi một tí này. 210g. Ngọn 1.64 ly. Con này giá là 400k các nhá. Mất ngọn là mất giá rồi. Rồi sang cây thứ 23. Cây 23 này làm chiếc cán vợt, có giá là 200k. Đây là chiếc cán vợt chất liệu carbon các nhá. Một chiếc cán vợt nội địa. Có chiều dài là 1m6. 1m6 này nhưng mà thực tế nó chỉ có 1m1 thôi nhá. Còn 50 phân vợt. Cái cán vợt này hôm qua em cầm đi em test hồ dịch vụ cực hay các nhá. Rất nhẹ. 200k mã 23 nhá. À, con này gen là gen nhỏ, con này gen 8 thôi nhá. Con này gen 8 này. Đấy. Con này các bác đi hồ dịch vụ hớt cá thoải mái hơn một tay luôn nhá. Nếu mà có cái mặt vợt ngon. Rồi cây 24 này. 24 là một chiếc cần thuộc dòng cần dích. Mà 24 này. 24 rất đẹp coi nhá.
Mã 245 chiếc cần của Chila xuất Nhật các nhá. Được trang bị là bát Fuji. Khoen là khoen Fuji. Rất đẹp. Bát Fuji các bạn này. Đấy. Chữ này phôi hai da toàn thân các nhá. Một chiếc cần dích phôi hai da toàn thân. Con này độ cứng từ 10 đến 40. Một chiếc cần dích dài 2m7 nhá, cho các bác dích Umazura SP phôi hai da toàn thân các bác này. Khoen Fuji nhá, loại sứ xám đầu vu chống xoắn. Ngoại hình đẹp, long lanh mới tinh. Rồi cân nặng và giá các bác này. 150g. 1.12 ni các bác nhá. Dán được dính nhưng nó không dính các bác ạ. Còn giá này 1.300k các bác nhá. Một chiếc cần dích phôi hai da toàn thân đẹp long lanh. Rồi. Sang cây tiếp theo là cây thứ 25. 25 làm chiếc cần Sakura nội địa lưỡng nhá. Con này có chiều dài là 3m, độ cứng là 80. Cần hai khúc nội địa. Ấy, được trang bị dàn khoen là dàn khoen xích các nhá. Toàn bộ là khoen xích tất. Full. Ngoại hình rất đẹp nhá. Đấy, con này là nội địa này, Navigato các bác nhá. Đấy, khoen xích này. Cực đẹp, dòng này ngày xưa rất hot các bác nhá, dòng này ngày xưa giá lắm ấy. Ngày xưa hai khúc đắt, giờ hai khúc thì ở bên Nhật thì họ vẫn có giá nhưng ở Việt Nam thì đang chững lại giá khá là mềm hơn. Đấy, mã 25 các bác nhá, ngoại hình đẹp, khoen xích nhá, hàng nội địa, cực đẹp. Cân nặng là 310g. Gọi là 2.27 ly. Con này có giá là 850k các bác nhá. Ok, chưa khoen xích đồng hàng đấy các bác nhá. Mã thứ 25 này. Sang mã thứ 26 này. 26 thì nằm chiếc cần cũng nội địa các bác nhá. Nội địa này. À không phải, con này là sản xuất tại Malaysia. Em nhìn cái vân vân này em chưa nhìn kỹ. Thường thường những cái vân như này chỉ có Nhật có, không đâu có nhá. Vân rất là vân màu xanh. À, con này lỗi rồi các bác nhá. Con này lỗi rồi, lỗi. Đã nhìn thấy lỗi rồi. Con này lỗi bị vận chuyển các bạn. Toàn. Mà thôi không sao. Đây. Con này thì khoen bát Fuji hết rồi. Sản xuất tại Malaysia, dài 3m, cứng 50. Nhưng con này nó đang bị lỗi con này đây này. Cái khuyên này nó bị đè này. Xong rồi nó ấn và nó bẹp thủng cần luôn đâu. Con này đang tính bán khoảng tầm 700 cái này nhưng bây giờ lỗi rồi. Con này giờ bán phôi nguyên gốc về cho bác sửa chữa rồi nhá, 300.000. Mã số 26. Gửi em đôi này về các bác phải chế 300.000 cây thứ 26 này. Sang 27 này. 27 làm chiếc cần dích. Đây, đây là chiếc cần dích nội địa các bác nhá. Carbon này là carbon chất liệu carbon này, dài 1m8 này, độ cứng người ghi DX. Con này được trang bị dàn khoen là khoen xích các nhá, hai bộ khoen xích hết này. Khoen xích này. Đấy, khoen xích này. Full khoen xích các nhá, từ đầu đến đuôi là khoen xích hết hai ngọn luôn. Ở độ cứng ở đây thì nó không có ghi. Em áng chừng khoảng tầm ngọn này khoảng tầm 50 này. Ngọn này khoảng tầm 80 các nhá. Độ cứng khá là ok. Đấy, một chiếc cần nội địa nhá. Con này của dòng là Navigato luôn các nhá. Đây giống con này này. Dòng này rất đắt. Đấy, hai ngọn. Khoen xích đàng hoàng nhá. Con này lấy các bác em đo cho bác cân nặng và báo giá cho bác này, cân nặng này. 370g. Ngọn một ngọn 2, một ngọn 2.2 ly. Một ngọn là 2.1 ly. Con này còn bao còn hộp, giá đẹp long lanh. Bao được đầy đủ 900k mã 27 này các bác nhé. Đấy, có bao zin này. Có hộp zin luôn này. Và cây cuối cùng. Dòng này rất đắt cơ nhá. Đây này, các bác nhìn này, một chiếc cần Navigato này. Dài 36, cứng 120, giá mới 9 triệu các bác nhé, 46.000 yên nhé. Vì dòng này chất liệu carbon nó là 98%, gần như là toàn bộ là carbon 100%. Nên giá sẽ cao hơn. Đấy, cây cuối cùng. Cuối cùng là cái mã bao nhiêu nhỉ? Cái mã 28. Quay đây để lấy làm được nó dễ.
28 nằm trước cần là 3 khúc. Ấy, bao zin nhá. Hộp zin. Mới tinh, chưa dùng, một chiếc cần carbon Nagigato. Dài 36, cứng 120. Wow, quá đẹp các bác nhá. Một chiếc cần siêu đẹp khủng khiếp. Khoen xích tất tật tật, đẹp long lanh, đầu xích, khoen đề ba xích, khoen thường xích. Bát Fuji tem vàng. Quá đẹp nhá, mới tinh trong hộp nhá, chưa dùng luôn đấy. Ôi, ok. Cái này sẽ báo thông giá, thông số báo giá cho các bác nhá. Đây. Anh rõ chưa? Cho lại xem lại nữa này, cực kỳ đẹp nhá. Đây, giá và thông số đây, có dài là 36 này, nặng 420 g, thu gọn 127, độ 3 lóng, ngọn là 3.3, gốc là 20.0, cứng 120-150, chất liệu carbon 98, ga là sự 2% và có giá là 9 triệu. Con này các bác là 1.600.000 này. Đấy, quá ok luôn, hôm nay các bác 28 cây. Một loạt cần mềm và một loạt cần giá cũng rất là rẻ. Đây các bác nhanh tay cho ủng hộ cho em nhé. Hẹn các bác vào những clip tiếp theo. Ở trưa ngày mai lại tiếp tục nhé. Bye bye. Chào các bác.